Xin chào anh chị nha. Đây, sáng nay em cho chim ăn đây nha anh chị. Đây là trĩ bảy màu đỏ nha anh chị. Đây, đây nè. Đây chim tơ nha. Về tháng đến 4 tháng. Đây là bảy màu đỏ này. Đây. Đây, đỏ đây nha. Rồi, con trước mặt anh chị đây là con trống nè. Đây. Con này là con mái nè. Đây. Đây. Trống nè. Trống. Đây là mái nè anh chị. Đây. Chúng cho ăn cũng đơn giản thôi anh chị ạ. Đây, bỏ trống vào cho nó thôi. Giờ nó ăn anh chị, bỏ thêm chuối vô sau